Xin chào mọi người, thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cái vườn dưa lưới của trang trại Nắng Và Gió đang canh tác theo tiêu chuẩn Global Gap. Thì toàn bộ cái khu vực nhà màng này lúc trước chúng tôi có cải tạo rất là kỹ và có 4 lớp phân trùng quế, và hôm nay chúng ta sẽ khám phá và trải nghiệm để chúng ta có thể hiểu hơn về cái nhà màng trồng dưa lưới tại nhà Nắng với cái chất lượng sản phẩm thượng hạng theo tiêu chuẩn quốc tế Global Gap. Hiện tại thì giống dưa này là giống dưa lưới TL3. Khi chín thì nó sẽ tạo băng lưới dày trắng xung quanh trái. Cái độ ngọt từ 15 đến 16 brix. Và trung bình trái là từ 1,2 kg đến 1,5 kg. Cá biệt có một số trái ở gần 2 kg. Thì cái giống dưa này được ươm trong nhà ươm khoảng tầm 10 đến 12 ngày. Sau khi có đủ lá thật thì chúng tôi sẽ đi trồng vào ngoài luống đất. Những luống đất sẽ được đặt hệ thống tưới nhỏ giọt như thế này. Và kể từ khi trồng ra luống đất đến khi thu hoạch là khoảng tầm 60 đến 65 ngày. Vậy vòng đời trung bình của một cái cây dưa lưới TL3 kể từ khi lấy hạt trồng ra khay ươm đến khi thu hoạch là khoảng tầm 75 đến 80 ngày. Thì hiện tại nhà Nắng đang tiến hành trồng thêm các nhà màng trò hình long, loại dưa đặc trưng có màu vàng hình bầu dục rất là đẹp, ăn cũng rất là ngọt thanh. Thì sắp tới mọi người có nhu cầu đến tham quan hoặc là thưởng thức mua sản phẩm dưa lưới thượng hạng của nhà Nắng thì xin hãy liên hệ với số điện thoại của bộ phận bán hàng bên trang trại Nắng Và Gió gặp chị Đã. Hiện tại tôi đang vô nhà màng lúc khoảng 10 giờ 15 trưa nên nhiệt độ khá là nóng, khoảng tầm 35 độ. Nhưng mà cái đặc tính của cây dưa lưới này là nó chịu được nhiệt độ cao. Do đó nên trồng trong nhà màng sẽ giúp thứ nhất là tạo ra được nhiệt độ cao thích hợp cho cái tiểu khí hậu để trồng cây dưa lưới. Thứ hai là hạn chế sâu hại từ bên ngoài xâm nhập vào. Đây. Dưa lưới này hiện tại là khoảng gần 50 ngày rồi nè. Hiện tại con lưới khá là đều. Trọng lượng trung bình khoảng ký 2 đến ký 4 nha mọi người. Chúng tôi sẽ chọn lọc vào những cái dưa tiêu chuẩn loại 1 trên 90% để cung cấp ra thị trường. Và điểm đặc biệt là những cái trái dưa lưới này chúng tôi áp dụng cái tiêu chuẩn Global Gap nên cái vấn đề phân thuốc được kiểm soát rất là nghiêm ngặt. Chưa được hái và kiểm tra độ brix đạt chuẩn, chúng tôi sẽ dán nhãn bao bì và sau đó xuất ra thị trường. Thì như mọi người thấy, những cái luống đất được làm rất là tỉ mỉ, cao từ 30 đến 40 cm cỡ dưới cái lớp bề mặt đất. Và chúng tôi sẽ lên luống như thế này, lúc sau đó là sẽ xử lý bằng vôi, bón phân hữu cơ, phân bò ủ hôi hoặc là phân trùng quế. Phân trùng quế được trang trại áp dụng rất là chuẩn nên cái việc mà tạo ra cái sản phẩm cái dưa lưới ít bệnh thì rất là ok. Và nhà màng của chúng tôi cũng làm cải tiến từ nhà màng Israel, nó cao không có như là nhà màng Israel. Và chúng tôi làm theo kiểu module, rất là nhiều nhà màng để dễ dàng kiểm soát và ghi cho cái canh tác. Mọi người thấy là dưa rất là đều và là sai trái nha. Rất là đều. Và phân trùng quế và phân hữu cơ chúng tôi sẽ rạch luống và bón bên trong cái luống này, sau đó đắp lại, tưới ẩm. Rồi sau đó là sẽ trồng cái con ra. Và nếu như mọi người cảm thấy thích và thú vị với những video nông nghiệp về trồng các loại trái cây thượng hạng tại trang trại Nắng Và Gió và ứng dụng của trùng quế trong nông nghiệp sạch thì xin hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ cho tất cả mọi người cùng theo dõi và chúng ta đồng hành với nhau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những cái video sau.